是真的是的。Đó không? Lưng dáng dài hơn, đỡ hơn. Tôi nặng lắm, tôi nặng như nặng trứng. Chờ cảm thấy rát hay không chị? Còn mắt thì có đau nhất gì không? Chắc hơi đau. Đau. Đau thì nó đau chứ răng vẹo. Cục này hơi to đây. Không nặng luôn á, móc ra luôn. Đây nè. Chưa nặng. Rồi ra rồi ra rồi. Mô phật. Không nghe. Rồi để hết. Chậm thật đó chứ. Đậu chỗ. Nhiều quá mà. Tôi nhìn mấy cái cục tôi ngứa mắt tôi chịu không được cái phê mà. Kệ ráng nha, ráng cho chị cục này thôi. Rồi, ra rồi đây. Nặng cả mụn mà, ta nó hồi hộp. Quá xịn. Cục này ông đau mừng kinh. Cục này là phải ráng đó. Rồi xu. Ui trời ơi. Kinh. Nó như một cái con. Con dung luôn á. Thảo súng dưới này đi. Cho nó đỡ đau. Thiệt ổng mà không không đau thì nặng bao phê luôn. Ta năng nỉ lắm mới cho ta nặng đi. Tim luôn đó. Lo sợ đó. Tìm đâu đó mà tôi thấy còn không có được chắc nên mà ông đốc quá đi. Con mù mô. Vô Mỹ nha. À bên lỗ tai nè, bên chỗ này. Ui, cục nó đông đó. Thế? Cục trẻ. Ấy lẫn to quá, đốc đi, nó sạch mà. To rồi, không đốc, nó không nhỏ. Cái cục ở trong tóc nó chị cho hắn chị. Kệ kệ chị thái mẹ. Ráng nè. Ok. Cục mô cục nó như cục trâu. Sao? Ừ. Đâu vậy? Cái thằng cái sao lắm, sao nữa? À. Ủa, nhà nó ở sao lắm sao đâu.
quá chị nhớ là sao đâu mà Thuận cái lấy giùm à. Lấy ở đâu cần chi đâu đúng không? Cô lấy thôi mà. Còn 5 phút nữa là xong. Để dằm tuần sau nặng tiếp. 5 phút nữa. Gồng rồi. Nhúng rồi. Đụng gan cũng ra nữa. Mai mà đụng gan ra chứ không gặp mấy đứa kia là như ổng là chịu rồi. Hey. Nặng mà ta đứng lên nặng luôn. Dùng lực. Chị chỉ cần đụng thôi là không đã ra rồi. Bước nhẹ là không ra rồi. À nặng ta nín thở theo luôn mà. Hắn không gồng mà mình gồng. Ờ à, thiệt á. Quay mình phải gồng theo luôn vậy. Kiểu cảm giác mình cứ bị gồng á. Nó tức thiệt luôn. Mà đâu dám nặng nặng mạnh. Thì đó. Em nặng phải sạch chứ không nữa. Em nặng hết rồi đó chị. Thì mấy bữa dài đến cái táp ổng luôn. Em nặng chỗ này kìa. Mà đợt này cũng không có nhiều bằng hồi trước. Hồi trước đen quá đây nên em dụ nặng. Cái món đen quá thì em dụ chứ còn để mà hắn kiểu như đây rồi hắn không cho nặng đâu. Nặng, ý là nặng không phải là không cho mà hắn chịu không được á chị. Chứ hắn cũng muốn sạch mụn mà. Càng không ráng đi và lần 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 sạch đi liên tục mấy tuần nữa đỡ đi cầm trống đi cầm trống cháu mua lại mua xong tiền nha cháu cứ nói hẹn hẹn con cắn cái này con cắn cái này cũng hẹn hẹn rước sợ quá kìa. Nguyên thiệt à. Sáu. Sáu điểm. Lâu lâu chỗ lên lấy là qua qua mí. Rảnh mà tuần hôm qua trưa qua đắp ngặt ngủ. Ừ. Tớ này bị khó luôn. Nhờ rất vẫn đạt được xí. Tớ này trước khi đi các bạn. Nghĩ đi ngang quán kia. Sắp xa em chạy qua. Mình rước qua. Không, đây thì chị chẳng đây mà ấy là ví dụ tháng thứ tư ngày dạ, cái tháng thứ tư đến kẹo trưa nay con bận rồi nha. Ấy là chung đấy, chung đó. Cái không bận rồi. Cho tới lúc không mà. Ấy là hẹn lại đó. Tới mà cái giờ mà mình bận là cái giờ đó. Đi mua chị bận thì gọi tôi. Rồi áp gì ai đi. Còn trốn mà bên đó trốn ngọ nào Hiền tìm ra. Trốn ngọ em tìm ra. Đi mang của Hiền. Mê cung. Xin số điện thoại má làm giấy tờ tạm trú. Cái nó mẹ làm cho má làm. Trời hơi mạnh tay xí mà. Gần cái khúc chơi rồi. Chị não nữa không? Hả? Chị não nữa không? Gần hết trời. Còn cái làm thì đơn giản hết. Sạch sẽ bớt. Trời ơi, cục này mới trâu này. Con giữ cái tay ra. Con kẹt cái tay dưới ra. Thở lỏng đi kẻ. Không sao đâu, không sao đâu. Chị đi. Thở cái tay ra con. Kẻ. Con bỏ cái thân chị. Xong rồi, chịu được không? Nặng tiếp nè. Trời này nó đen thôi, nó nấu lên luôn. Chị lên nhột rồi chị.
ấy thì cái và phá gì sợ luôn đau nghe má lì như trâu. Yes. Okay.